À, chào các bạn, trong tutorial ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào hướng dẫn chúng ta thực hiện cái hiệu ứng như bạn đang thấy trên màn hình, đó là một cái hình vẽ ở trên tường đột nhiên biến thành hình người thật và chạy ra ngoài. Thì để thực hiện hiệu ứng này thì chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật camera projection ở trong After Effects, và chúng ta sẽ sử dụng cái một cái script có tên là Projection 3D, và mình sẽ bao gồm cái đường link download cái script đó trong cái phần mô tả của video ha. Thì một lần nữa thì rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Mong là các bạn sẽ tiếp tục like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những cái software, plugin, stock footage mà mình sử dụng trong các bài của mình thì đều có gắn link download trong phần mô tả của video. Thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách lắp lên download. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi vào trong After Effects. Mình sẽ import vào cái video mà mình đã quay. Mình tạo một cái con với nó. Thì đây là cái video mà mình đã quay. Thì trong video này thì mình có một cậu bé. Lúc đầu thì cậu bé đứng ở gần bức tường và sau đó thì cậu bé sẽ chạy ra ngoài. Thì cái mục đích là chúng ta sẽ làm cho cái hình ảnh cậu bé này sẽ bị in lên tường ha. Thì để làm việc đó chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật camera projection. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ track cái cảnh quay này, track cái chuyển động camera, và chúng ta sẽ vào trong cửa sổ tracker, bấm vào nút track camera và chúng ta sẽ đợi cho After Effects nó track cho xong cảnh quay này của mình. Thì sau khi check xong thì chúng ta sẽ After Effects nó sẽ zone cái camera, nó giải quyết camera, tính ra cái đường đi camera cho chúng ta. Sau khi zone xong thì chúng ta sẽ có những cái điểm track. Nó nằm ở trên cái scene của mình như thế này. Thì chúng ta ở đây thì mình sẽ chọn một cái điểm track nó nằm ở trên mặt đất của mình. Mình bấm chuột phải, set ground plane and origin. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm chuột phải một lần nữa, create solid and camera. Như vậy chúng ta sẽ có một cái solid nó chuyển động theo cái cảnh quay của chúng ta, và một cái camera 3D. Cái camera này thì nó sẽ di chuyển giống như là cái lúc mà mình quay cái cảnh quay này vậy đó. Rồi sau khi xong thì mình sẽ chọn một cái frame, một cái thời điểm mà cậu bé này sẽ biến thành người thật. Thì ở đây thì mình sẽ chọn cái thời điểm này là frame số 224 chẳng hạn. Và mình sẽ bấm BN giới hạn cái composition của mình lại thành một frame thôi. Mình sẽ render nó ra ha. Các bạn có thể render nó ra bất kỳ một cái định dạng nào. Ở đây thì mình chọn là PNG. Và mình sẽ đặt cho nó một cái tên chẳng hạn như là LED chẳng hạn, được chưa? Và mình sẽ bấm render. Thì sau khi xong á, thì mình sẽ mở lại cái độ dài cái con của mình cho nó trở lại như bình thường. Thế thì bây giờ sau khi có cái hình ảnh đó rồi, mình sẽ import cái hình đó lại vào trong cái con của mình. Và mình sẽ import lại cái hình đó ha. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ dùng cái hình ảnh mà mình vừa mới render này để mình chiếu lên cái bức tường và cái mặt đất của chúng ta. Để làm việc đó thì mình sẽ đưa cái hình của mình vào trong con. Sau đó mình sẽ mở cái script Projection 3D lên. Thì cái script này là một cái script dùng để thực hiện kỹ thuật camera projection ở trong After Effects rất là hay, và mình cũng đã sử dụng rất là nhiều lần cũng như là làm rất là nhiều cái tutorial ở trên kênh của mình. Thì bạn nào chúng ta chưa biết thì các bạn có thể lên kênh của mình xem tutorial để biết cách sử dụng cái script này. Ở đây thì các bạn phải cần phải để cái thời điểm của mình ở ngay cái frame 224, tức là cái frame mà chúng ta đã render cái hình ảnh tĩnh này ra đó, thì mới chính xác được nha. Chúng ta sẽ select cái hình mà tĩnh của mình và cái camera 3D mà chúng ta đã track, và mình sẽ bấm vào cái nút create projection ở trong cái script này. Ở đây mình sẽ chọn cái số lượng scene là 2, chúng ta bấm ok. Chúng ta sẽ đợi một tí để cho cái script này nó tạo scene chúng ta. Và ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái scene, scene 1, scene 2 như là số lượng mình đã đánh vào. Ở đây thì mình sẽ vào trong cái scene số 1. Cái scene số 2 thì tạm thời mình sẽ tắt con mắt của nó đi. Chúng ta sẽ vào trong cái projection scene 1. Và ở đây thì mình sẽ bấm vào cái biểu tượng màu vàng hai ô laser, mình mở các cái laser ra. Ở đây thì các bạn có thể delete cái text solid và cái video của mình đi ha. Chúng ta sẽ giữ lại những cái laser này thôi. Bây giờ thì mình sẽ bấm vào cái primitive, cái menu primitive ở trong cái cửa sổ projection CD. Chúng ta tạo một cái tấm plane. Cái tấm plane này mình sẽ kéo nó cho nó sát vào cái chân tường. Các bạn cũng có thể xoay nó lại một tí như thế này, và mình sẽ dùng cái công cụ di chuyển pivot point để mình di chuyển cái điểm pivot về phía góc trái của cái bức tường này, của cái mặt đất này chứ. Mình sẽ xoay cho nó
thẳng với cái bức tường một tí ha, kéo nó xuống nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ scale cho nó bự ra như thế này, được chưa? Rồi tương tự như vậy mình sẽ duplicate cái tấm plan này lên và mình sẽ xoay cho nó nằm dọc lên. Cái mục đích là để chúng ta tạo ra cái bức tường của mình. Như vậy chúng ta sẽ có một cái mặt đất ha, và một cái bức tường. Thì bây giờ các bạn có thể tắt mở hai cái tấm plan của mình, cái con mắt, để các bạn thấy là nó y chang như cái hình mà chúng ta đã hình tĩnh mà chúng ta đã export ra. Thì bây giờ khi mà chúng ta di chuyển cái camera, các bạn sẽ thấy là cái nó đã tạo thành một cái không gian 3D, và cái bức tường của mình á, hai cái tấm plan của mình nó đã đóng vai trò như là hai cái bức tường. Để chúng ta chiếu cái hình ảnh cậu bé này lên trên cái bức tường của chúng ta. Ở đây thì mình có thể xoay lại cái bức tường của mình sao cho nó thẳng ra một tí nè. Mình cũng sẽ kéo nó lại một chút cho nó sát vào cái chân mặt đất của chúng ta. Rồi mình có thể quay lại cái frame số 224 để kiểm tra xem là nó có chính xác hay chưa. Mình lại tiếp tục là select hai tấm plan này, tắt mở con mắt, và các bạn thấy nó chính xác như cái frame của mình rồi. Thì bây giờ sau khi xong thì mình sẽ quay lại cái con chính của chúng ta. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy là nó chính là cái scene projection 3D của chúng ta đó. Chứ vấn đề ở đây là nó, các bạn thấy là khi mà chúng ta nhìn ở cái frame đầu tiên chúng mình quay cái camera nó dẹp như vậy thì cái hình ảnh nó sẽ giống như nó in lên bức tường, đúng không? Nhưng mà bây giờ còn cái đoạn sau thì mình muốn con bé này phải đi ra ngoài chứ không có đứng như thế này nữa. Thế cho nên là ở ngay cái frame 224 này mình sẽ select cái con projection scene 1 của mình ngắt nó ngay đây. Và sau đó mình sẽ lôi cái video của mình vào. Được chưa? Và mình sẽ ngắt nó cái điểm đầu ở ngay cái chỗ frame số 224 luôn. Và như vậy là khi mà cái đến cái frame 224 thì cậu bé này sẽ chuyển động lại y như bình thường. Đấy, còn trước đó thì cậu bé sẽ đứng yên và dán lên bức tường của mình giống như là một cái bức tường. Cái vấn đề ở đây là mình làm sao đó để cho cái hình ảnh cậu bé lúc đầu này nhìn nó có vẻ giống như là một cái bức vẽ trên bức tường hơn, tại vì ở đây thì màu sắc nó hơi sắc quá. Hay giờ ở đây thì mình sẽ sử dụng Photoshop ha. Thì mình sẽ mở Photoshop lên. Rồi thì ở trong Photoshop thì mình sẽ mở cái file hình mà mình đã render, hình tĩnh đó, mình đã render ra đó. Và ở đây thì mình sẽ bấm vào cái nút Select Subject. Thì Photoshop nó sẽ tự động nó lựa chọn cái giúp cho mình cái cậu bé này ha. Đấy. Và ở đây thì mình sẽ đơn giản là mình bấm Ctrl C, Ctrl V, mình dán cái hình cậu bé này lên, và chúng ta thấy là mình đã có được cái hình cậu bé rồi. Bây giờ thì mình sẽ dùng Pen Tool, mình mask thêm cái xe đẩy của cậu bé nữa ha. Thì cái này thì đơn giản là chúng ta chỉ việc vẽ một cái mask, không cần quá đẹp đâu. Chúng ta chỉ làm sao đó lấy được cái chiếc xe cậu bé thôi ha. Mình lấy luôn cả cái phần shadow. Cái chân thì chúng ta đã Photoshop nó đã lấy giùm mình rồi, mình không cần vẽ nữa, mình chỉ cần vẽ thêm ở cái phần trên này. Các bạn thấy là rất là nhanh, chúng ta có thể cũng không cần quá chính xác trong cái phần mask này. Rồi sau khi xong thì mình sẽ bấm Ctrl Enter, mình tạo cái selection từ cái pen tool này, và mình sẽ bấm Ctrl C, Ctrl V một lần nữa. Và bây giờ thì chúng ta đã có cậu bé và cái chiếc xe. Mình sẽ select hai cái layer này, mình mở layer lại. Rồi bây giờ thì với cái layer vừa đã được tạo ra này thì mình sẽ select nó và mình sẽ tạo một cái mình sẽ tắt con mắt của cậu bé này đi, cái layer cậu bé này đi. Mình sẽ select cái layer mới này, mình chích cái màu của cái bức tường và chúng ta sẽ đổ cái màu đó lên cái selection của bé này. Sau đó thì mình sẽ giảm cái opacity của nó xuống khoảng tầm một nửa, 50% để sao cho cái hình cậu bé này nó mờ mờ như này. Tiếp theo thì mình sẽ dùng một cái hình texture bức tường gạch, bức tường bê tông như này ha.
và cái mình sẽ dùng hình bức tường này mình kéo vào trong cái file Photoshop của mình để ngay chỗ cậu bé như thế này, và mình sẽ select cái selection của cậu bé và mình sẽ tạo một cái mask cho cái hình ảnh bức tường của chúng ta, và sau đó thì mình sẽ chuyển cái blend mode của nó thành overlay. Thì các bạn sẽ thấy là bây giờ thì giống như là cậu bé là một cái phần của bức tường, tại vì nó có những cái texture dạng bức tường ha. Rồi sau khi xong cái này rồi thì mình sẽ save nó lại thành một cái file khác. Mình đặt cái tên có thể là ví dụ như là adjust. Đấy, và mình save nó lại. Sau khi xong thì mình sẽ quay lại trong After Effects, bởi vì mình sẽ thay thế cái hình mà mình vừa mới adjust đó vào trong cái con chúng ta. Ở đây thì mình sẽ đơn giản mình select cái hình tĩnh của mình replace cái hình mình vừa mới tạo bằng Photoshop, mình replace nó vô. Đấy, thì các bạn thấy là bây giờ thì cái hình cậu bé nó đã giống như là một cái hình vẽ ở trên bức tường, nó ẩn vào trong bức tường ha. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái con Production Scene 2 lên, mình double click đi vào trong nó. Ở đây thì mình sẽ select hai cái tấm plan của mình ở trong cái Production Scene 1, mình vào trong cái Production Scene 2 mình dán nó vào. Đấy, thì như vậy là các bạn thấy là chúng ta cũng sẽ có hai cái scene giống y chang nhau, nó không có cái gì khác hết. Đấy, các bạn có thể đến frame 224 để chúng ta kiểm tra, mình tắt mở hai con mắt của hai tấm plan này nó y chang như nhau. Thì bây giờ là mình sẽ trong cái Production Scene 2 này mình sẽ dùng cái hình ảnh gốc của mình, tức là mình sẽ import cái hình gốc của mình vào và mình sẽ select cái layer hình projection image mình thay thế nó vào, mình bấm giữ Enter Left á, mình kéo thả và thay thế cái bức hình vào, để như các bạn thấy á là chúng ta sẽ trở lại cái hình ảnh gốc của mình, cái màu sắc gốc của mình. Mục đích là để làm gì? Là ở đây khi mà các bạn thấy là gần đến lúc mà con bé xuất hiện thành người thì mình sẽ ghi cái opacity của cái layer projection scene 1 và mình cho nó giảm xuống 0, thì như vậy là cậu bé này dần dần cái hình ảnh của cậu sẽ dần dần là có màu sắc và sắc sắc nét trở lại. Đấy, tại vì là chúng ta có cái con projection scene 2 nó nằm ở dưới và nó là cái màu sắc gốc. Thế cho nên là chúng ta sẽ ghi cái opacity này thì sẽ giúp cho chúng ta lấy lại được cái hình ảnh gốc của mình. Rồi thì bây giờ cái chúng ta đã gần như hoàn thành cái hiệu ứng này, các bạn thấy là cũng khá là ổn. Cái vấn đề ở đây là như các bạn thấy là chúng ta sẽ lòi ra rất là nhiều các cái khu màu trắng này ha. Thì cái này thì mình sẽ mở rộng cái hình ảnh của mình ra cho nó lớn hơn cái hình ảnh dùng để chiếu, cho nó lớn hơn. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình sẽ scale cái video của mình lên để cho nó che được những cái phần bị lòi ra như thế này. Thì ở đây thì đơn giản mình cũng sẽ dùng Photoshop, rồi các bạn sẽ mình sẽ vào phần Image Size đó, sau đó các bạn mình vào phần Canvas Size, mình sẽ mở rộng cái hình của mình ra khoảng tầm 5.000 x 5.000. Đấy, và chúng ta sẽ mình sẽ mở hết những cái này lại và đơn giản là mình sẽ bắt đầu mình sắp xếp các cái layer để mở rộng cái hình của mình ra. Thì cái này thì là một cái công việc mình nghĩ là nó các bạn có thể hoàn toàn tự thực hiện được, nên nó không có cái gì phức tạp quá. Nói chung ở đây thì làm sao đó, như các bạn thấy nè, mình mở rộng cái con đường của mình ra, mở rộng cái bức tường của mình ra ở hai bên cũng như là bên dưới đó. Đấy, mình sẽ kéo những bức tường nó cao lên vân vân các thứ, và sau đó thì mình đến đâu đó thì mình sẽ mở cái hình của mình lại. Rồi mình dùng công cụ Clone Tool này, chúng ta sẽ xóa những cái điểm giao cắt này để cho cái hình ảnh nó không có bị giao cắt ha. Thì nói chung là cái công đoạn này thì mình sẽ không mất thời gian làm ở đây. Thì nói chung này nó liên quan đến Photoshop, thì bạn nào chúng ta sử dụng Photoshop quen, chúng ta có nhiều kỹ năng Photoshop thì chúng ta xóa những cái này cũng sẽ rất là dễ thôi. Rồi thì tóm lại mình sẽ có những cái hình giống như thế này, mình đã mở rộng nó ra một cái hình 5.000 x 5.000 dành cho cái hình ảnh cậu bé với cái texture bức tường, và sau đó mình cũng mở rộng một cái hình 5.000 x 5.000 cho cái hình ảnh gốc của mình.
mà có với màu sắc gốc như thế này ha, và mình sẽ export hai cái hình này ra thành hai cái hình tĩnh, và sau đó chúng ta sẽ đưa và chúng ta thay thế vào trong cái scene thôi. Thì mình sẽ đơn giản là ở đây mình sẽ chọn cái hình ảnh texture bức tường của mình thay thế nó bằng cái hình ảnh đã mở rộng như mình nói hồi nãy đó. Thì các bạn thấy là cái video chúng ta nó sẽ được mở rộng ra, và tương tự như vậy là với cái projection scene 2 mình cũng sẽ thay thế nó bằng một cái hình ảnh đã được mở rộng. Thì tất nhiên các bạn thấy là tuy được mở rộng nhưng mà nó vẫn còn những cái khu vực bị lòi ra vào phần trắng như thế này. Thì đơn giản ở đây thì mình sẽ vào cái con của mình tạo một cái con khác, mình đưa nó vào trong tạo một con khác, và ở đây thì mình sẽ ví dụ mình sẽ key cái position scale đến khoảng frame 224, mình sẽ trả nó về giá trị ban đầu. Còn lúc đầu thì mình sẽ thực hiện mình scale cái video của mình, đẩy nó lại một cái vị trí khác. Sau đó mình sẽ crop cái con của mình lại ở một cái vị trí nhất định ha. Rồi. Và như vậy thì chúng ta sẽ có cái video của mình. Một cách khá là ổn, nó không có bị lòi ra ngoài. Nhưng mà chúng ta vẫn có một cái video rất là ổn với cái hiệu ứng. Đây thì ở frame 224 các bạn cũng nhớ là ngắt cái projection scene 2 của mình lại, chứ không thì chúng ta sẽ cái hình ảnh gốc nó cũng sẽ không nó chạy ha. Rồi thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái tutorial về cái hiệu ứng hình vẽ biến thành người thật. Hy vọng là cái tutorial này sẽ có ích cho các bạn trong việc chúng ta thực hiện các cái hiệu ứng thú vị dành cho cái video của chúng ta. Thì một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Mong là các bạn tiếp tục like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những cái software, plugin, stock footage mà mình sử dụng trong các bài của mình thì đều có gắn link download ở trong phần mô tả của video. Thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách unlock link download. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại.